Sáng ngày 20 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các xã khu vực phía Nam thành phố Lào Cai. Tham dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng tham dự chương trình tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông tin tới cử tri về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm, hoạt động của thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố. Bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, của thành phố thời gian qua, các cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề còn khó khăn hạn chế tại địa phương. Đã có 29 ý kiến được gửi đến Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây đều là những vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân, đòi hỏi các cấp ngành cần có sự vào cuộc giải quyết dứt điểm. Cái tuyến đường ở xã Cát Đường vào Hợp Thành ấy, thì hay còn gọi là tỉnh lộ 156B, thì cái này hiện tại là xuống cấp rất là nghiêm trọng. Bây giờ cử tri mong muốn nhất là nâng cấp, mà một là đổ bê tông, hai là trải nhựa, để có cái đường đi lại thuận tiện cho bà con nhân dân. Có những hộ gia đình người ta đến, người ta mua 7-8 năm, 10 năm rồi. Nhưng vấn đề hộ khẩu là không có hộ khẩu thường trú, mà chỉ có tạm trú thôi. Đấy. Thế thì ở đây lý do là không có giấy quyền sử dụng đất, cho nên người ta không nhập được khẩu. Khi các cháu đi học thì không có biểu hộ khẩu thường trú. Nên là gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là cho các cháu vào cấp 1 và cấp 2. Trên cơ sở các nội dung kiến nghị của cử tri, các nội dung thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời cụ thể, thấu đáo. Phát biểu với cử tri, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin thêm về điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đánh giá cao nội dung trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố đối với các nội dung kiến nghị của cử tri, đồng chí yêu cầu thành phố cần có sự vào cuộc tích cực, huy động các phòng ban cùng tham gia giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ có trách nhiệm giám sát các nội dung trả lời giải quyết này.